xưa. Em về, em về Huế sớm mù sương, vai cầu bay giọt nắng lưa dài dầu. Phương Anh Lời đã vừa hoàn thành xong phần dự thi của mình. Anh Lời thân mến, đâu là nguồn cảm hứng để anh sáng tác một ca khúc rất hay Việc Về Huế và quyết định thể hiện nó trên sân khấu của tiếng hát Chồng Hương như vậy ạ? Kính thưa quý vị, tôi sinh ra và lớn lên ở Huế. Câu Xuân Hương đối với tôi biết bao là kỷ niệm. Bởi vậy, khi bắt gặp bài thơ Từ Tình Dòng Hương của nhà thơ Ngạn Thương, tôi rất xúc động và rất thích. Thì bài thơ nội dung nói lên được nỗi lòng của dòng Xuân Hương đối với người dân xứ Huế, biết quá biết bao thăng trầm của dòng đời của lịch sử. Bởi vậy tôi có cảm hứng viết thành ca khúc Từ Tình Dòng Hương. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn Như Nguyệt. Vâng, và hy vọng rằng anh sẽ cho ra đời thêm thật nhiều những ca khúc Việc Về Huế nữa. Xin cảm ơn tình cảm của anh dành cho Huế cũng như cảm ơn giọng hát của anh từ hôm nay rất nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiều Tước, ca khúc Đêm Tàng Bến Ngự qua phần thể hiện của thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Nhật. Thăm thoáng trăng mơ,
vẫn bao ai dịp sao đành mưa trong khúc nam ai đang khuya trên sông ngắn dài ai luyến ai tiếc khúc ca thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Nhật đã vừa hoàn thành xong phần dự thi của mình. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ được cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, ca khúc Người Em Vì Già qua phần thể hiện của thí sinh Võ Khắc Hoàng Mỹ mang số báo danh B20. Còn lẻ bóng
không lạnh vào hồn, không buồn không nhớ lúc trời sang đông. Thí sinh Võ Khắc Hoàng My đã vừa hoàn thành xong phần dự thi của mình. Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Song Hương, một ca khúc với một cái tên rất dễ thương, Tiếng Già Tiếng Thương, qua phần thể hiện của thí sinh Huỳnh Thị Mỹ mang số báo danh A20.